cồng kềnh, đi bóng rất tự tin. Rồi, không thể che vào đâu được, không thể che vào đâu được với cú đá vừa rồi. Đó là một siêu vùng. Sala, Anon, rồi rất nguy hiểm, đã bóng rồi, rất hiểm, rất nguy hiểm. Một đã chính thức đã bắt đầu. Van Dai, Andrew Robertson, Raverbeck, Konate, quả vai Sala rất hợp lý. Cơ hội lên bóng nữa. Harry Wing, đường chuyền dài, đường chuyền rất nhanh. Diaz, Ndidi, Jamie Vardy. Pha xử lý có phần công cành. Phải đường chuyền dài. Christiansen, lấy bóng rất thoáng, phản công nhanh. Đường chuyền hay này, nhưng có vẻ như đã có lỗi việt vị rồi. Andrew Robertson, đúng là ở thời điểm này thì hai đội sẽ cần phải thực sự thận trọng hơn. Bóng vào Sala, ôi rất quyết liệt.
hơi nhẹ. Quẩy đi anh ơi. Vào lấy bóng tốt. Đã có lỗi. Cánh rất thoáng. Đường chuyền rất nhanh. Không có gì khó khăn. Rubberbit. Diaz. Andrew Robertson. Đưa bóng vào. Đánh đâu. Đường chuyền hay này. Thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta bởi cú ra chân này. Cú phát bóng. Van Dijk. Rubberbit. Bobesala. Đường chuyền rất nhanh. Christiansen. Bóng đã được phá lên. There will be 1 minute added time. Rất cảm muốn. Ôi giời ơi. MVD. Ôi không đá đấm gì nữa. Trọng tài đã cho các cầu thủ của cả hai bên ra nghỉ. Áp lực đang ngày một gia tăng. Nhưng bàn thắng thì chúng ta vẫn chưa được chứng kiến. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu cũng chính thức được bắt đầu. Đang là một cái chơi rất thực dụng. Đó là một cái chơi khiến cho nhiều tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Được, lên. Andy đi. Harry Wing. Christiansen. Rất quyết liệt. Quả ném biên. Chưa mượt cho lắm. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đang nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Trent Alexander-Arnold. Rubberbit. Và ngăn chặn rất nhanh. Jamie Vardy. Lại ra biên. Rất hợp lý. Đường chuyền rất nhanh. Không thể tung ra cú dứt điểm. Hơi khó mất rồi. Cú đá tỉ. Bóng rất khó chịu. Phản công nhanh. Christiansen. Phá hết. Cánh rất thoáng. Như vậy là tiếng gọi của trọng tài đã vang lên. Trận đấu đang nóng lên
với từng pha va chạm của cả hai bên. Substitution. Wamasara. Trent Alexander-Arnold. Goal! Rất nguy hiểm. Cuống mạnh đã để mất bóng rồi. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Substitution in progress. Sẽ có tình huống thay người. Một tình huống phản xạ tuyệt vời. Đưa bóng vào, đánh đâu! Trời ơi! Bóng bánh, cá này thì bánh đâu mà ăn? Harry Quinn, NDD. Phút phải, làm gì đây anh ơi? Tương đối chặt vật trong cái pha xử lý của mình. Quẩy đi anh ơi! Đường chuyền hay này. Cần một cơ hội lên bóng nữa. Lỗi rồi. Rubber Beck. Rất thoáng. Anh đang làm thơ trên sân cỏ. Sẽ có một quả đá phạt góc. Substitution for Liverpool. Tình huống thay người có lẽ mang tính chất dọa nhiều hơn là so với phần chuyên môn. Một tấm thẻ vàng được trọng tài rút ra. Substitution for Liverpool. Number 66. Coming on to replace him is number 17. There will be 5 minutes added time. Tốc độ và sự hấp dẫn là điều mà cả hai đội vẫn đang cống hiến. Bóng đá thì cũng giống như một bộ phim mà thôi, cần phải có khoảng trống để có thể dứt điểm ngay. Rất đáng tiếc là tình huống vừa rồi. Bóng rất thoáng. Đã có lỗi. Substitution for Liverpool. Number 38. Coming on the field is number 3. Jimmy Vardy. Sumare. Được. Lên. Không có gì nguy hiểm.
này, trọng tài đã đổi còi xếp lại 9 phút thi đấu chính thức. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi cho các cầu thủ massage một tí rồi sẽ tới với nhiệm vụ. Substitutions taking place. Như vậy là hiệp 2 đã quay trở lại. Ở hiệp 2 này thì hai đội sẽ đổi sân. Và sau đó là một đường chuyền rất hay. Và xử lý có phần công kềnh. Đi bóng rất tự tin. Rồi! Không thể che vào đâu được. Không thể che vào đâu được với cú đá vừa rồi. Đó là một siêu vùng. Không lòng vòng, không màu mè, nhưng đó là một đường cong hoàn mỹ. Người đang theo dõi trận đấu này đang cảm nhận được một bầu không khí sôi động, một trận đấu tốc độ, và những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến lúc này đó sẽ là một trận cầu hay. Hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến một thế trận đôi công đến từ cả hai đội trong phần còn lại của hiệp đấu này. McAllister. Mohamed Salah. Harry Wing. Trọng tài phải vác lên, hiệp phụ đầu tiên đã khép lại. Substitution for Liverpool. Number 26. Đây phút thứ hai đã được bắt đầu. Coming on to replace him is number 21. Rất kiêu lưu. Jamie Vardy. Không được. Rất quyết liệt. Dứt điểm. Không vào. Nghĩ nó chán anh em ạ. Ôi, bóng bắn nay thì đánh đâu mà ăn. Nóng lên với từng pha va chạm của cả hai bên. Tất thể vàng được rút ra như là một điều mà ai cũng biết. McAllister không có cơ hội dứt điểm. Nào truyền cho bạn ấy băm quả nào. Thời gian của trận đấu còn lại khá ít. Khẩn trước. Lỗi rồi. Lên bóng rất thoáng. Ayew.
và sau đó là một đường chuyền rất hay. Và đến đây thì buổi tự luận trực tiếp xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào.